Chào các bác nhé. Tiếp tục buổi chiều ngày hôm nay em lại bàn giao máy giặt cho một bác khách ở gần nhà em, tiếp tục lại ủng hộ cho em sản phẩm. Bác này thì bác cũng đã mua của em rất nhiều sản phẩm, mua 5 chiếc điều hòa rồi. Và tiếp tục ngày hôm nay thì lại tiếp tục là ủng hộ cho em chiếc máy giặt. Với thời tiết lạnh giá như ngày thì máy giặt nhà ai hỏng hoặc là những cái nhà các bác có nhu cầu thì cực kỳ tuyệt vời khi các bác muốn sử dụng những cái dòng máy giặt của Nhật hoặc là có thêm chế độ sấy. Đấy, cũng mùa lồm sắp tới rồi, ăn Tết chuẩn bị các bác đón Tết thì mưa lồm không tránh khỏi. Đấy, vậy bác nào mà cần máy giặt thì các bác lại tiếp tục ủng hộ cho em nhé. Thì em chuyên bán những mặt hàng Nhật tuyển chọn, những cái mặt hàng còn đẹp, hàng chất lượng. Đấy, vậy các bác nào cần cái gì thì các bác có thể liên hệ ủng hộ cho em những cái sản phẩm em sẽ mang tới lại cho các bác sự hài lòng của quý khách hàng. Đấy, em bán rất là nhiều những sản phẩm rồi. Vậy bác nào quan tâm thì ủng hộ cho em thì liên hệ. Vâng, xin chào các bác.